và công đức vĩ đại của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin thắp lên ngọn đèn tự giác, được truyền luân tự tôi tượng đức đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Phật và Tây Tạng Đại Sơn khế chuyện đến chúng chư tăng và đại chúng. Gọi đến luôn luôn thực hiện bầu tay quỷ tay đợi để làm sao quang minh tỏa sáng nơi thiên thế soi sáng tâm con tự thưởng đạo. Tin trừ kiện xưa nay tăng trưởng các phúc huệ thiên thành căn thánh thiện bao nhiêu kiện tham dục bao nhiêu kiện sân si cùng kiện thân khẩu ý đều diệt sạch không còn quỷ thuộc đồng an lạc oan gia về thiết bàn cùng pháp giới chúng sanh đồng tỏ thành Phật đạo. Kính bạch chư tôn đức tăng cùng với vị Phật tử những ngọn đăng mang theo lời nguyện cầu bình an may mắn an lạc của quý Phật tử du khách đã được thả hơi dòng nước gửi tới chư Phật tử tỉnh quả âm Bồ Tát đại từ đại bi. Ban tổ chức sẽ mang khoản những ngọn đăng này để lời nguyện ước của quý Phật tử được nghe thấu, được linh nghiệm, cầu chúc cho bình